Anh Ngọc xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh truyền hình ô tô Bika TV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin hấp dẫn có trong ngày. Toyota Vios phiên bản nâng cấp mới ra mắt, giá từ 425 triệu đồng. Về ngoại hình Toyota Vios 2021 có phần đầu xe trông hầm hố và mạnh mẽ hơn. Đèn chiếu sáng LED là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Đèn định vị LED, lưới tản nhiệt hình thang ngược, cản trước và hốc đèn sương mù đều được tinh chỉnh sắc nét và nổi bật. Tổng thể thiết kế phần đầu của Virus 2021 được cho là bị ảnh hưởng khá nhiều từ đàn anh Toyota Camry. Đuôi xe gần như không có thay đổi nào đáng kể so với phiên bản cũ. Toyota Virus 2021 tại Malaysia có thêm tùy chọn gói phụ kiện trang trí ngoại thất. Các chi tiết bổ sung gồm ốp cản trước, sau, nẹp hồng và cánh lướt gió ở đuôi xe. Hãng xe Nhật Bản chưa công bố chi tiết thông số kích thước của Toyota Virus 2021 tại Malaysia nhiều khả năng số đo tổng thể và chiều dài cơ sở được giữ nguyên như đời xe trước. Tại Việt Nam, Toyota Virus hiện hành có kích thước dài nhân rộng nhân cao, lần lượt là 4.425 x 1.730 x 1.475 mm, chiều dài cơ sở 2.550 mm, Nội thất Toyota Virus 2021 được giữ nguyên thiết kế, các trang bị tiện nghi đáng chú ý trên xe gồm màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động, lẫy chuyển số trên vô lăng. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Virus 2021 là hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense với chức năng phòng ngừa va chạm PCS, phanh tự động và cảnh báo lệch làn. Ngoài ra, xe còn có cụm camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 7 túi khí. Toyota Vios 2021 được trang bị động cơ 2NR FE 4 xi lanh 1,5 lít, sản sinh công suất 107 mã lực, mô men xoắn 140 Nm, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Tại Malaysia, Toyota Virus 2021 được phân phối với 3 phiên bản G, E và G đi kèm mức giá tương ứng 18.390 đô, tức là khoảng 425 triệu Việt Nam đồng, 28.810 đô, tức là khoảng 482 triệu Việt Nam đồng, và 21.680 đô, tương đương 502 triệu Việt Nam đồng. Động thái ra mắt phiên bản nâng cấp mới của Toyota Virus tại các thị trường Philippines, Malaysia cho thấy nhiều khả năng mẫu xe này sớm được đưa về Việt Nam cạnh tranh với các đối thủ khác trong phân khúc xe đang hạng B đầy sôi động như Honda City, Hyundai Sen, Suzuki Sias, Mazda 2, Kia Soluto. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn nhất về thị trường ô tô đến từ BKT.